Hello, xin chào, chào mừng các bạn đến với VIA Academy. Mình là Zino từ VIA Studio và ở video này mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách để hiện màn hình điện thoại lên trên máy tính. Thì trước tiên các bạn vào Microsoft Store đó các bạn. Thì cái Microsoft Store này ở trên Win 10 này cũng có cả. Nên các bạn chỉ cần lên trên cái mục Store, nhấn ngay góc này, rồi các bạn search là STORE. Đó, các bạn sẽ thấy Microsoft Store. Và các bạn click vào nó thì nó sẽ ra cái giao diện giống như này. Bây giờ các bạn search E-Server. Đây, đây chính là phần mềm chúng ta sẽ sử dụng để lấy màn hình điện thoại để up nó lên trên máy tính. Thì các bạn click vào. Và các bạn ở đây thì nếu như các bạn nào chưa cài thì nó sẽ là nút Install, là cái nút cài đặt á. Và ở đây mình đã cài rồi. Và sau khi cài đặt xong thì các bạn close nó, các bạn bật nó lên, thì đây chính là giao diện của e-server. Và bây giờ cái phần ở trên máy tính của các bạn đã xong rồi, bây giờ chúng ta tới phần ở trên điện thoại. Bây giờ mình sẽ sử dụng e-server để kết nối vào cho các bạn xem màn hình điện thoại của mình. Đây. Ok, đây là màn hình điện thoại của mình các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ, bây giờ thì cái phần mềm này là ở đâu mà ra? Thì nếu mà trên Android á, thì các bạn phải tải về, còn ở trên iPhone thì các bạn không cần đâu. Nhưng mà iPhone mình sẽ làm ở video sau. Thì bây giờ ở trên Android thì các bạn vào một cửa hàng, các bạn một cửa hàng Google Play đó. Bây giờ các bạn search là e-server. Đây, ở đây có e-server connect. Đây, các bạn cài đặt cái phần mềm này về cho mình và sau đó các bạn mở nó. Thì đây chính là cái giao diện trên cái điện thoại của bạn khi mà các bạn mở phần mềm e-server connect. Và các bạn click vào cái dấu ở phía trên bên phải, cái dấu mà có giống như cái màn hình nhưng mà nó có thêm mấy cái tua gì ở bên trái đó, thì các bạn click vào. Thì đây là hiện tại là cái màn hình mình đã kết nối rồi. Còn nếu như màn hình của các bạn thì nó sẽ ra một cái ký tự rất là đặc biệt. Để mà đổi cái đường truyền của nó thành tên bất kỳ thì các bạn click vào cái ô bên dưới đây. Các bạn chọn cái mục mà General. Các bạn đặt tên, đặt một cái tên gì đó mà các bạn muốn. Ở đây mình đặt là Zino. Các bạn có thể đặt là Hello Moto đó. Thì mình đại thôi. Rồi, thì ở đây có, các bạn nhìn thấy dòng ở ngay phía bên phải này có hiệu chữ Hello Moto. Bây giờ các bạn vào e-server của các bạn ở trên điện thoại và nhấn lại cái màn hình hồi nãy, nhấn lại trang hồi nãy luôn nha, nhấn lại cái màn hình mà có cái tua bên trái đó và nó sẽ xuất hiện lên trên màn hình của các bạn. Và coi như các bạn đã xuất thành công màn hình điện thoại của các bạn lên trên máy tính rồi. Và các bạn có thể sử dụng OBS để mà cáp cái màn hình của cái e-server trên máy tính để có thể livestream hay sao đó tùy các bạn. Ok. Và đây chính là cách để hiện màn hình điện thoại lên trên máy tính. Các bạn xem nội dung tại VIA Academy. Mình là Zido từ VIA Studio. Và cái video này chỉ làm cho Android thôi. Video sau mình sẽ làm cho iPhone nha. Chúc bạn ngày vẻ và hẹn gặp lại bạn ở video sau.